tin đến từ City Nam Bình Dương. Thì do dịch đợt này cũng khá căng ở khu miền Nam thì cũng ảnh hưởng khá lớn ở địa điểm và các có thể là khách hàng không tiện đến showroom để xem xe. Thì hôm nay thì em làm một clip xe 7 chỗ để khách hàng nắm kỹ hơn thông qua là kênh online. Thì bên cạnh em đây là chiếc xe Tiga với phiên bản là số sàn, với mức giá chỉ có là 499 triệu. Thì hiện tại trong mùa dịch này thì Tiga và dòng Tiga này đang gọi là phiên bản khá tốt, phiên bản đến 40 triệu một năm. Thì hiện tại dòng xe thì còn 4,5 triệu thôi. Thì với một chiếc xe 7 chỗ và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, xe Nhật Bản tiêu hao nhiên liệu cực thấp và trang bị đầy đủ các chức năng an toàn, thì với mức giá như vậy thì theo em nghĩ là với một xe như vậy thì giá 450 triệu là cực tốt, và giá này chỉ bằng chiếc sedan hạng B. Thì mời quý vị xem chi tiết cho xe này, tại sao mà giá nó rẻ như vậy và lại được nhiều người chịu hơn như vậy. Thì em sẽ đi chi tiết vào từng cái bộ phận của xe. Thứ nhất là về cái mặt ga lăng phía trước và mặt trước thì quý khách hàng thì thấy thì dòng này rất là hiện đại, có thể là so với khách hàng nói là nó hơi cổ điển, nhưng mà chắc là em thấy là rất là đẹp và rất được nhiều khách hàng là ưa chuộng dòng này với mẫu mã như vậy. Thì quý khách hàng thấy phía trước thì chữ S trung tâm và những thanh mạ chrome cái khúc rất là đẹp, nhớ là gì nữa là trẻ trung nhé. Về cái đèn thì quý vị cũng thấy đèn thì hiện tại xe này sử dụng đèn projector và kết hợp với halogen báo rẽ. Thì dòng xe này chưa có đèn LED ban ngày, vì ban ngày thì còn đây là một cái hạn chế của dòng xe này, nhưng mà thì với mức giá như vậy em thấy vậy mà ổn. Phía dưới thì ở đây quý vị thấy cũng có một cái hốc đèn để đèn sương mù, nhưng mà dòng Ertiga số sàn này thì chưa có. Thì nhà thiết kế đã làm sẵn, thì có quý khách hàng có muốn đồ lên có đèn hay không thì giá cả rất là hợp lý ở thị trường. Thì quý khách hàng muốn làm cái này thì chỉ rơi vào đâu đó khoảng 1 triệu đến 2 triệu, thì tùy vào cái mẫu và con lắp đặt. Thì đây cũng là một cái tùy vào nhé. Còn phía hốc thì cũng khá rộng rãi để làm mát động cơ. Xe này thì đang sử dụng động cơ 1.4 lít. Thì sử dụng một động cơ 1.4 lít cũng 1.5 chứ. Xe này sử dụng động cơ 1.5 lít. Thì cũng khá tiện dụng cho những cái hàng. Đây quý hàng thấy nè, sử dụng 4 máy. Và đặc biệt của xe dòng xe su này á, thì cũng khá mạnh về cái động cơ nhỏ. Thì quý khách hàng thấy là động cơ chỉ 1.5 lít thôi. Sử dụng hộp số sàn 5 cấp và cũng trang bị khá đầy đủ là có ABS. Cũng trang bị đầy đủ các chức năng an toàn trên hệ thống. Điều hòa sử dụng điều hòa tổ lọc giữa hai vùng. Còn bên phía trong thì xe này vẫn là cài gập gương, nhưng mà cơ nha quý vị, đang cài gập cơ, chưa có báo rẽ, chưa có báo rẽ đây. Báo rẽ mâm thì xài đang sử dụng lốp của Dunlop mâm 15 với phía trước là thắng đĩa. Phía sau cũng phải đang xài băng trống nha quý vị. Phía sau đang mình xài băng trống. Xe này cũng chưa có ra cho mình cảm biến. Thì cái này quý
khách hàng có muốn làm thêm thì bên em vẫn nhận lại cho khách hàng về giá một triệu đãi, nhưng mà đặc biệt là có camera da rồi, xe này đã có camera da cho khách hàng. So với mẫu 2019 thì mẫu này 2021 là có camera da. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này cũng khá thấp. Với dòng 7 chỗ như vậy thì quý vị có thấy là 6 lít trên 100 cây kết hợp này thì quá tiện lợi. Thì mẫu xe này rất là tiện dụng cho quý khách hàng mà đi gia đình và đặc biệt là đi dịch vụ. Xe thì cũng cảnh là phía sau thì đẹp nét. Mẫu theo chữ L theo hiện tại cái mẫu đen này cũng sử dụng trên khá rất nhiều mẫu xe như là CRV hay là mẫu cạnh tranh là mẫu Defender. Thì mẫu đen này khá chuộng hiện tại bây giờ vì cái cụm đèn rất lớn, cái vì đi phía sau nhìn rất là đẹp. Thì ở ngoài nó chỉ có những cái cơ bản thì thôi, thì em mời quý khách hàng đi vào phía trong. Mời quý vị vào phía trong xe thì coi có xe này có gì cái điểm nhấn nào đặc biệt hay không. Thì mức giá thì em thấy là quá tuyệt vời rồi. Với một xe 7 chỗ mức giá quá tuyệt vời. Thì về bên trong thì em đi chi tiết thì trái phải. Thì xe đang sử dụng là 4 loa. Như thấy 2 loa trước và 2 loa sau. Và đặc biệt là có những cái hộc bỏ đồ rất là tiện dụng, những chai nước rất là tiện dụng nha quý vị. Đây, nhìn thấy hai cửa đều có. Và đặc biệt có cái hộc nước. Nhưng mà dòng này thì nước làm mát thì nó không có làm mát nha, nước bỏ hộp bình thường thôi. Rồi ở đây cũng có cổng USB 12V. Xe này đang sử dụng là điều hành, sử dụng về cái điều hòa này đang là chỉnh cơ. Mặc dù chỉnh cơ thì em thấy là nó cũng hơi xấu đấy, nhưng mà thực chất là cơ thì thường thường quý vị thấy là cơ thì nó bền hơn, bền hơn cái điện tử. Liên quan tới điện thì nó cũng đôi lúc nó bị nó đẹp nhưng mà thực chất là nó hay hư. Sử dụng hai vùng độc lập, phía sau thì lát nữa em quay phía sau cho quý hàng. Xe này thì cũng có trang bị chống trộm luôn. Xe trang bị cái màn hình trước 2019, cái mẫu 2019 thì hiện tại là thì trước đó thì không có là cái màn hình, thì sau này thì nâng cấp lên được cái màn hình 7 inch. Thì màn hình này cũng trang bị khá đầy đủ cho quý khách hàng. Để em coi trang bị gì. Bluetooth nè, AUX, radio. Để coi có thêm gì nữa hay không. Thì hiện tại được cũng là cơ bản thôi. Nói chung là cũng trang bị cơ bản cho quý khách hàng. Về cái vô lăng thì vô lăng xe này cũng sử dụng là vô lăng thể thao hình chữ D với là bọc da màu đen. Trung tâm cũng là ở đây cũng có cái túi khí, ở đây một túi khí này, ở đây một túi khí này, là hai túi khí, xe trang bị hai túi khí nha quý vị. Chìa khóa cũng vẫn là sử dụng chìa khóa cơ, chưa sử dụng được khóa kia. Nhưng mà em thấy là xe mẫu này để giá tốt như vậy thì em nghĩ là khóa cơ thì cũng tạm được, không phải là gì hết. Về cái hộp số thì hộp số 5 cấp, hộp số rất là nhẹ quý vị, hộp số rất là nhẹ luôn. Xe này chưa có bề thì tay ghế thì vẫn là ghế nỉ, tại ghế nỉ bên em nhận ghế da luôn nha quý vị. Bên em nhận cái da khá tốt, da thì quý khách hàng có thể tự chọn, hộp để đồ cũng khá rộng lớn. Và đặc biệt cái xe này á thì xe này có cái hàng đặt mua rồi, thì bên em cũng đã yêu cầu của khách hàng á thì cũng đã làm cái sàn lót sàn simili màu kem và bọc trần 5D cho quý khách hàng. Đây tụi em đã làm rồi, xe này cũng đã dán phim, quý vị cũng thấy xe này đã dán phim. Thì phía trước đó thì có những cái cơ bản như vậy thôi. Thì em mời quý vị coi hàng ghế thứ hai coi nó như thế nào. Đây thì có cái đèn, đây cái đèn phía sau, đây hồi nãy em đang làm cái điều hòa này, đèn phía sau, thì cái này sử dụng bằng cơ luôn quý vị, cơ, ghế, và lại cái nỉ,
đây có cái bề tay cũng khá thật lời cho quý khách hàng và đi hàng ghế của hai người thoải mái thì xa. Và đặc biệt á, ghế của mình cái kéo này nó còn rất thuận lợi này, rất là vừa vặn, và cái khoảng cách mình ngồi sao rất là rộng rãi thoải mái. Thì em thấy cái xe này 7 chỗ với mức giá chỉ có là 450 sau đã trừ khuyến mãi. Ngoài ra có cái gói đặc biệt hỗ trợ khách hàng mùa dịch này thì bên đại lý bên em có dành riêng cho quý khách hàng là gói phụ kiện lên đến 15 triệu. Thì như những khách hàng quý vị cũng thấy là khách hàng này cũng đã chọn là lót sàn ha, rồi bọc tranh, phím, đó là những cái gói phụ kiện theo bên em. Và đặc biệt quý khách hàng ngoài những gói tiền mặt là 40 triệu, rồi gói phụ kiện 15 triệu thì dành riêng cho quý khách hàng là bên em có tặng thêm 5 cái gói 5 món phụ kiện cho xe. Thì gói này nếu mà quý khách hàng có thông tin chi tiết thì khi khách hàng liên hệ trực tiếp bên em á thì bên em sẽ nói rõ về 5 cái món này như nào. Thì món nhỏ thôi nhưng mà cũng khá đầy đủ cho quý khách hàng khi sử dụng xe, và cái này những món gọi là bắt buộc khi mà khách hàng cần mua, trước sau gì khách hàng cũng phải làm. Thì đó, thì xe này á thì hỗ trợ khách hàng khá là cao, bên em có hỗ trợ tới 85 nhưng mà tùy vào khách hàng, có những khách hàng là nguồn tốt như nào đó kia thì bên em vẫn hỗ trợ là xử lý hồ sơ khách hàng, trừ những hồ sơ mà nợ xấu thôi. Thì bên em ngân hàng thì đợt này hơi siết về cái đề nợ xấu, thì quý khách hàng nào mà không nợ xấu á thì em có cách để làm được cho quý khách hàng hết, và lãi suất cũng cực kỳ ưu đãi. Bên em có ngân hàng hỗ trợ lãi suất chỉ có là 0.58 năm đầu tiên trên tháng, là tính ra là một năm đầu tiên khoảng 7.7% năm, và những năm kế tiếp thì khoảng 8.4 cố định. Thì đây là một cũng là một cái chương trình hỗ trợ cho khách hàng mùa dịch cũng khá tốt, nên là nếu mà quý khách hàng đang quan tâm về một dòng xe 7 chỗ đi gia đình hay là đi dịch vụ, đây là cái nội đi ga cũng khá là tiện dụng quý khách hàng. Xe thứ nhất là xe của Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với mức giá chỉ tầm là 450, vay ngân hàng lại cao, tiêu thụ nhiên liệu tốt, được 7 chỗ, rộng rãi, xe cũng đầy đủ tiện nghi. Thì đây cũng là một số thông tin em gửi đến khách hàng ở mùa dịch, vì có thể là khách hàng không có thể đi ra ngoài được. Thì nếu mà quý khách hàng muốn biết thông tin chi tiết á, thì cứ liên hệ số điện thoại dưới của em 0903 20104 hoặc vào trang web namauto.com. thì đây là trang chính thức của Nam Á Auto. Thì em kết thúc video tại đây, thì mong quý khách hàng ủng hộ kênh và chia sẻ kênh để em có động lực để em làm tiếp những video tiếp theo để đưa đến quý khách hàng những dòng xe gọi là thích hợp nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.